Hùng mới chào tất cả các bạn cũng như là cô chú anh chị đang có ý định là về Nha Trang du lịch. Thì hôm nay là Hùng sẽ mời cả nhà cùng đi trải nghiệm một khách sạn 4 sao. Đây là khách sạn tên là Voyga. Thì hiện tại là tên là Voyga nhưng mà trong tương lai đang trong quá trình là đổi tên thương hiệu lại là Putin. Đấy. Thì khách sạn này có ưu điểm là cách bãi tắm đường Phạm Văn Đồng, ngay tại trung tâm đường Phạm Văn Đồng và đường Hồng Châu thì có khoảng tầm 50 mét thôi. Bước qua bên kia là bãi tắm và bờ biển rồi. Thì hôm nay là sẽ mời cả nhà mình đi trải nghiệm xem các tiện ích cũng như là xem các phòng ở khách sạn Voyga này, và trong tương lai sẽ là khách sạn Putin. Thì mời cả nhà cùng Hùng đi xem và trải nghiệm. Ưu điểm của cái này chính là bước qua bên kia là tới bờ biển và bãi tắm luôn. Đây là không gian tiền sảnh của khách sạn Voyga. Mời cả nhà xem và trải nghiệm. Đây cả nhà, đây là biểu tượng của Voyga. Hôm nay mời nhà mình đi xem và tham quan một số tiện ích và phòng cũng như là giá cả ở đây nhé. Chị ơi, bây giờ mình lên tầng 15. Giờ mình sẽ lên tầng 15 cô chú anh chị và các bạn nhé. Voyga này hiện tại nó đang trong quá trình đổi tên là khách sạn Putin. Và hôm nay mình sẽ đi xem và trải nghiệm một cái phòng ở tầng 15 với diện tích là 27 m². Và phòng này có 2 giường và dành cho 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 6 tuổi. Và phòng này nó có một cái góc view, đó là view thành phố, và một cái góc view xéo biển. Mời cả nhà xem và trải nghiệm. Đây, khách sạn Voyga thì nó có ưu điểm là nằm cạnh với lại đường Phạm Văn Đồng và mặt tiền đường Bãi Dương. Cách bờ biển và bãi tắm đường Phạm Văn Đồng chỉ có khoảng tầm 50 mét thôi. Bước qua bên kia đường là mình đã tới bãi tắm đường Phạm Văn Đồng, trung tâm đường Phạm Văn Đồng. Và khách sạn Voyga này nằm cạnh với lại tòa nhà căn hộ Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang. Đó, thì mời cả nhà xem và trải nghiệm. Thì cũng như tất cả các phòng khách sạn khác mà Hùng đã đi xem và review cho cô chú anh chị. Thì các tiện ích ở đây thì Hùng thấy cũng rất là ok, không có gì phải chê cả. Và các trang thiết bị ở đây thì đều là gỗ nội thất, là gỗ công nghiệp nên nhìn nó cũng gọi là hiện đại và sang trọng một tí. Và ở đây thì cũng được cho mình miễn phí cà phê và nước uống, cũng giống như những cái khách sạn khác mà Hùng đã review cho cô chú anh chị và các bạn. Thì còn về giá cả thì nói chung là bên Hùng là sẽ lúc nào cũng có giá ưu đãi cho cô chú anh chị và các bạn. Thì chỉ cần mình gọi cho em Xuân Ly thôi. Số điện thoại của Xuân Ly thì 0973510259, Hùng sẽ để bên dưới phần mô tả video này. Thì đây là tầng 15. Thì như cô chú anh chị và các bạn đã nhìn thấy rằng là cái phòng này nó cũng rất là sạch sẽ và rộng rãi cũng như là thoáng mát, đúng không? Và ưu điểm của khách sạn Voyga tương lai là Putin đó, thì nó cũng sẽ có một cái ưu điểm, đó là bước qua bên bờ biển và bãi tắm chỉ có một vài bước chân thôi. Cùng lắm thì tầm 30 bước chân là mình đã tới bờ biển và bãi tắm. Thì mời nhà mình xem review cái phòng vệ sinh. Đó, thì phòng vệ sinh cũng như là phòng đây thì nó cũng sạch sẽ và tương đối là ok, sạch sẽ và chất lượng. Mời cả nhà xem và trải nghiệm. Đây thì cái phòng này là 27 m², có bồn tắm là bồn tắm đứng các bạn cô chú anh chị nhé. Đây, đây là phòng dành cho 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 6 tuổi. Hùng sẽ quay lại một cái góc xéo biển cho cô chú anh chị và thấy. Đó, phía trước của mình là đường Phạm Văn Đồng. Và nhìn qua xa xa bên kia sẽ là núi Cô Tiên và phường Vĩnh Hòa, Nha Trang. Đây là Vịnh Nha Trang. Thì bây giờ Hùng sẽ mời cả nhà cùng Hùng đi xem và trải nghiệm thêm một số căn phòng ở tại khách sạn Voyga này, để mình biết thêm một số dạng phòng ở khách sạn đây nhé. Mời cả nhà đi xem với Hùng.
Bây giờ mình sẽ lên tầng số 16 của khách sạn Voyage để mình xem một số dạng phòng khác nhau nữa nha. Mình sẽ đi vào xem một số tiện ích tại đây, tại cái phòng này. Đây là cái phòng cũng 27m2 đúng không? View trực diện biển. Có ban công, view trực diện biển. Phòng này khác cái phòng hồi nãy một xíu, đó là cái này có ban công và cái... view trực diện biển. Cái này thì có ban công và view trực diện biển luôn. Bước qua bên kia là tới bãi tắm rồi. Đây, phòng này thì nó sẽ có một cái, đó là cái giường nó lớn hơn cái phòng hồi nãy mình đi xem. Đấy, cô chú anh chị và các bạn nhìn xem cái giường này, giường chip. Một giường 1,6, một giường 1,4. Phòng này ở được 3 người lớn đúng không? 2 trẻ em. Và một trẻ em nhỏ. Thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Thì cái phòng này Hùng thấy cũng nội thất là đồ gỗ công nghiệp nên nhìn cũng rất là sang. Và phòng này nó có ưu điểm đó là trực diện biển luôn. Và có bãi, có bồn tắm nằm nữa nè. Đây, mời cả nhà xem. Đây là bồn tắm nằm. Về giá cả thì cô chú anh chị cứ liên hệ Xuân Ly nhé. Phòng này ở được 3 người lớn và một trẻ em dưới 6 tuổi. Mở ra là ban công đường và bãi tắm đường Phạm Văn Đồng. Anh bên dưới đây là bãi tắm đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang của mình đây ạ. Đấy. Ở kia là Vịnh Hoàng Trồng. Ở phía trước kia là Vịnh Hoàng Trồng, cô chú anh chị và các bạn. Khách sạn Voyage thì chỉ cách đường Phạm Văn Đồng ở mình phía trước chỉ có 50m thôi. Về giá cả thì bên Hùng sẽ là công ty du lịch lữ hành nên là cô chú anh chị các bạn sẽ có một cái giá ưu đãi hơn so với lại khách sạn Voyage này đưa ra đó. Và so với lại các trang báo, trang mạng về book phòng như là Traveloka hoặc là Agoda hoặc là Booking đó, thì giá cả thì cô chú anh chị hãy liên hệ và inbox riêng qua Zalo với lại Xuân Ly nhé. Bây giờ Hùng sẽ mời cả nhà đi trải nghiệm thêm một số phòng ở đây nữa. Đây, mình sẽ đi xem và tham quan thêm một số phòng ở đây nữa em. Bây giờ mình lại tiếp tục đi xem một cái phòng ở khách sạn Voyage nhé. Đây là phòng giường đơn dành cho hai người và một trẻ em dưới 6 tuổi. Thì mời cả nhà xem. Phòng này thì nó có một cái ban công với lại là có view biển trực diện luôn. Mời cả nhà cùng xem. Mở cửa bước ra luôn anh. Đây. Phía trước của mình là bờ biển và bãi tắm đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang cả nhà. Đứng đây là mình sẽ nhìn thấy được Vịnh Hoàng Trồng. Vịnh Hoàng Trồng của mình nằm ở phía trên kia. Bãi tắm bên này thì rất là cạn và tắm rất là an toàn. Phòng này thì được cái là có cái ban công rộng và thoáng. Với lại phòng này dành cho hai người và một giường đơn. Phòng này rộng cũng 27m thôi. Mời cả nhà xem và trải nghiệm thì cũng như các phòng khác thôi các bạn và cô chú anh chị ạ. Ở đây cũng trang bị nhà vệ sinh và nhiều các tiện ích khác. Nếu mà mình cần thêm dịch vụ lễ tân 24 giờ hoặc là muốn cần liên hệ với lại lễ tân thì có thể gọi điện thoại lên là sẽ thấy thôi. Thì để mà phong phú về nhiều lựa chọn của cô chú anh chị và các bạn thì Hùng sẽ review khách sạn gần với lại đường Trần Phú hoặc là bên Phạm Văn Đồng.
Có người thì thích về bên Phạm Văn Đồng, còn có người lại thích về đường Trần Phú. À, thì trên kênh của Hùng là có nhiều video về review các khách sạn 4 sao, 5 sao gần với lại đường Trần Phú, về mặt tiền đường Trần Phú. Còn hôm nay thì Hùng đang qua bên Phạm Văn Đồng, thì nếu cô chú anh chị mà quan tâm thì có thể vào kênh của Hùng để mà tìm các khách sạn về 4 sao, 5 sao. Hùng có review rất nhiều để mình có thể tham khảo. Còn không là có thể bên dưới phần bình luận này Hùng có để top 8 khách sạn 4 sao ở gần biển đường Trần Phú và 5 khách sạn, 4 khách sạn 5 sao ở đường Trần Phú Nha Trang để mình xem và mình lựa chọn nhé. Mời cả nhà xem. Thì đây là khách sạn Voga nằm ở đường Phạm Văn Đồng. Thì đây là cái đầu tiên mà qua bên Phạm Văn Đồng. Mời cả nhà xem và trải nghiệm. Đấy, thì tất cả các phòng ở đây là đều có view biển và bãi tắm cả. Đó. Thì mời cho mình đi xem thêm một số tiện ích tại khách sạn Voga nhé. Tương lai nó sẽ là khách sạn Putin. Nhà đi xem trải nghiệm khu vực hồ bơi tại khách sạn Voga này nhé. Đấy thì xin mời cả nhà. Đây là không gian khách sạn hồ bơi nằm ở tầng cao nhất của khách sạn Voga, 21 tầng. Và ở đây thì nước cũng có rất là trong. Bên này là khu vực dành cho hồ bơi trẻ em, mà bên này là khu vực dành cho hồ bơi người lớn. Khách trên đây là khu vực hồ bơi này là đều có view biển á. Và hồ bơi này ở rất là trời, cô chú anh chị mình phải. Thì nếu mà ai thích khu vực phía Bắc Phạm Văn Đồng thì có thể chọn cái khách sạn Voga này. Mời nhà mình xem và trải nghiệm ạ. Đưa anh ngoài. Đây là khách sạn Voga đây cô chú anh chị. Bên dưới của mình là đường Phạm Văn Đồng và bãi tắm đường Phạm Văn Đồng đây ạ. Nếu mà cô chú anh chị mà quan tâm đến khách sạn Voga mà muốn nghỉ dưỡng ở phía Bắc Nha Trang thì có thể liên hệ với lại em Xuân Ly nhé. Bây giờ Hùng sẽ mời cả nhà đi xem tham quan tại khu vực nhà hàng buffet của khách sạn Voga và tương lai sẽ là khách sạn Putin nhé. Đấy, mời cả nhà. Thì hôm nay Hùng cũng như mọi khi thôi, Hùng sẽ đi lúc 10 giờ. Nên là thời điểm này là thời điểm mà khách du lịch đã đi chơi hết rồi và cũng ăn sáng rồi xong hết rồi. Thì tương lai mà cô chú anh chị mà có đặt phòng thì liên hệ Xuân Ly. Dễ thương nè. Xuân Ly sẽ hỗ trợ cô chú anh chị một cái giá tốt nhất so với khách sạn đưa ra là điều thứ nhất. Điều thứ hai là so với lại những cái trang book phòng khách sạn khác. Bởi vì Xuân Ly và Hùng làm ở công ty du lịch nên cô chú anh chị yên tâm về cái giá đó. Cứ liên hệ và inbox riêng với lại Xuân Ly nhé, cô chú anh chị. Thì cảm ơn tất cả nhà mình đã theo dõi và ủng hộ cho Hùng cũng như là Xuân Ly. Thì cô chú anh chị mà quan tâm về khách sạn Nha Trang cần book phòng khách sạn 4 sao, 5 sao hay 3 sao trên đường Trần Phú, đường Phạm Văn Đồng thì cứ liên hệ với lại Hùng và Xuân Ly sẽ có một cái giá ưu đãi nhất cho nhà mình. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã yêu mến và ủng hộ. Nếu thấy hay hữu ích thì hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ Hùng nhé.